Mặc dù cơ thể bị khiếm khuyết và phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chị Nguyễn Thị Hường ở xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Bằng nghị lực, chị đã vượt qua sóng gió, tự tin và trở thành người có ích cho xã hội. Từ lúc sinh ra, chị Hường đã bị khuyết tật bẩm sinh cánh tay phải. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được người phụ nữ giàu nghị lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Với bản tính cần cù, chịu khó, ngày ngày chị vẫn đổ mồ hôi công sức để chăm chút cho cây màu trên diện tích 5 sào của gia đình. Qua những cái buổi mà sinh hoạt hội đấy thì tôi cũng muốn chia sẻ với lại những người mà cùng với lại cánh ngộ như tôi là cố gắng vượt lên chính mình và thì là giống như là bản thân phải nỗ lực lên hết mình thì là sẽ có tất cả. Nhờ sự cần cù chịu khó của bản thân mà đến nay căn nhà khang trang 2 tầng đã được xây dựng lên bằng chính mồ hôi và công sức của bản thân chị. Nghị lực của chị luôn được mang ra chia sẻ tại những lần giao lưu của hội người khuyết tật tại huyện và tỉnh. Cháu nó bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, nhưng qua quá trình cháu nó cũng chịu khó học hành rồi chịu khó lao động, nó rèn luyện, rồi tự mình vượt khó vươn lên, làm được nhà được cửa hơn 100 m², rồi đảm bảo đời sống cho hai mẹ con rất là ổn định, mà nó hoạt động rất là gương mẫu. Trong lao động sản xuất thì phải nói là một trong những gương lao động rất tích cực, cần mẫn. Những người phụ nữ như chị Hường, tuy họ không may mắn có một cơ thể lành lặn, nhưng họ có một tâm hồn và những việc làm tốt đẹp. Khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để người ta từ chối cuộc sống này, mà nó là động lực để thúc đẩy người ta chấp nhận thay đổi chính mình để phù hợp với cuộc sống.